Xin chào tất cả các bạn đến với clip của mình và chúc mừng các bạn đã cùng trường năng lượng đặc biệt với mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về nội dung về lòng biết ơn. Các bạn vẫn thường nghe mình nói nhiều về lòng biết ơn, mà có lẽ chúng ta chỉ có cảm nhận là chúng ta nên biết ơn tất cả vấn đề đến với mình. Bạn có bao giờ suy nghĩ tại sao lòng biết ơn lại được đánh giá cao như vậy không? Đo tần số ấy thì lòng biết ơn nó tầm từ 400 đến 500, tức là năng lượng lớn làm thay đổi cho tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực, nó chỉ tiêu đi, nâng cái tần số tích cực cao lên. Và các bạn biết không, khi chúng ta thực hiện lòng biết ơn nhiều thì sẽ không còn cảm thấy ghét bỏ ai nữa, lòng sân hận của bạn nó tự khắc tiêu diệt đi. Và quá trình thực hiện thì mình phát hiện ra điều đó. Và hôm nay các bạn hãy dành cho mình một ngày biết ơn. Bạn hãy dành thời gian để biết ơn những gì bạn đang có. Ví dụ như bạn hãy nghĩ đến người thân trong gia đình và dành sự biết ơn cho họ. Rồi bạn có thể nghĩ về ngôi nhà bạn đang ở và dành sự biết ơn cho căn nhà. Cũng có thể là bạn hãy nghĩ về những cái đồ đạc và dành sự biết ơn cho những cái tiện ích đó. Bạn cũng biết ơn những cái nguồn thu nhập bạn đang có và dành sự biết ơn cho nguồn thu nhập. Rồi bạn cũng dành sự biết ơn cho những người bạn và biết ơn các mối quan hệ. Hãy dành sự biết ơn cho những điều bạn cảm nhận đến một cách trọn vẹn. Và bạn hãy tắm mình trong dòng sông của lòng biết ơn. Bạn sẽ cảm nhận được vũ trụ đang reo vang cùng bạn. Mình mong cầu chúc cho tất cả các bạn có được những cái giây phút thật là hạnh phúc bằng lòng biết ơn của chính mình. Cảm ơn các bạn đã biết ơn các bạn đã xem hết clip này. Xin chào.